Xin chào tất cả các bạn nhá. Đức Toại mới mở một cái shop bán ạc liên quân là shopductoai.com. Các bạn nhớ vào shopductoai.com mua ạc liên quân và ạc verify, ạc PUBG để ủng hộ Đức Toại nhé. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với một thằng sinh đôi. Ôi sao biết mà biết thầy. Thế biết thế thì phải tắt để cho mày nói câu sau thôi. Nó giỏi phết nhỉ. Thằng này mày tên gì, chào tên gì ạ? Hả? Mày tên gì? Tên là chuột. Đây nói chung thằng này là không lạ gì cả anh em rồi đúng không? Nhưng mà chẳng qua là gọi là bây giờ nó gọi là tu xanh ẩn tích cái gì, nói chung là không cần biết, nói chung là nó chỉ ẩn ở trong cái nhà đấy thôi. Đấy thì đây là cái quán của mình, thì nói chung là sắp tới là sẽ khai trương vào ngày 28 dương mọi người nhá, 28 tháng 7 năm 2019 là quán mình sẽ khai trương đấy. Thì là trước khi khai trương thì anh em mình cũng phải test thử cái gọi là cái trình độ pha chế của thằng sơn chuột này nó như nào. Chuột thì người gọi là cái người gọi là chính ở trong cái quán mình rồi, cầm trịch cái quán tính mạng của tất cả anh em rồi. Thế thì bây giờ mày là người pha chế đúng không? Rõ anh à. Em có mệnh hệ gì là chỉ có do mày thôi đúng không? Quán sập hay không là do mình. Đúng. Thế hôm nay là mình sẽ quyết định làm chuột bạch để sẽ cho thằng sơn chuột này nó pháo dậy mình pha chế, xong rồi mình sẽ test thử xem như nào nhá mọi người nhá. Cái trình độ pha chế của anh Toại như thế nào? Chắc có uống được không? Đúng, nhưng mà mày dẫn anh mà. Trước khi bước qua hoạt động phải thử đúng không? Đi anh em, đấy, đi, vào đây. Nhìn quán mình nói chung là đẹp là cái chắc chắn rồi, nói chung là view đẹp ổn, cái các kiểu đèn ánh sáng đầy đủ luôn, camera cũng có luôn. Nếu các bạn vào đây tình nhân nào thì vào đây cứ lên kia ngồi nhá. Mà quan trọng hơn cái là cái gì? Không gái, không gái. Nói chung là mình rất khuyến khích tất cả các bạn gái là xinh đẹp các kiểu trẻ, giới trẻ nhá, hãy đến quán mình nhiều nhiều một tí để gọi là anh em mình gọi là kem. Thật sự đông lắm rồi, 20 thằng chém mãi hết mà không có một cô nào cô hốt hộ. Bây giờ thằng này nó cũng ế này, bây giờ nó đứng một mình lại ế này, mốc mồm này, mốc mồm này. Nói chung thằng nào cũng mốc mồm nên anh em các bạn nữ nào có nhu cầu cứ đến nhá. Mình pha trà sữa cho tận tay pha cho uống, tận tay pha cho uống. Đây vậy lên về khu bếp mình chè luôn nhỉ. Đâu đấy thì nó thật là mất túi chè, mất túi chè hả? Chuột thao rồi. Ồ thế mày là chuột, thế mày không canh được bọn chuột khác à? Đấy thì nói chung là quán thì chưa gọi là mình chưa sắp xếp vì 28 khai trương nên là mình còn đợi một số đồ nữa về thì mình sắp xếp lại cho gọn gàng. Đấy nên mọi người thông cảm nhé, không phải mình bừa bộ đâu nhá. Vài ngày nữa các bạn đến xem nó sẽ khác ngay. Đấy, đâu đây gì? Hai mọi người. Hôm nay là anh dưới học pha chế đúng không? Đúng rồi anh học. Đi đun nước nhanh. Ôi sao mày phụ phàng đấy em? Đi đun nước đã học ở học viên ngày xưa. Ai à? Thế. Một chó sống này. Hôm nay là em là thầy của anh hiểu không? Thế nước này gì? Đúng rồi, đun nước, mất nước nào có đun nhiều không? Ít gần lưng lộ, hơi lưng một đường rồi. Lưng thôi gì? Đường đường là ông chủ phải đi pha nước mà. Không, bạn thì cuộc sống mà mình không quyền lựa chọn. Thì mình gọi là bây giờ mình phụ thuộc nó thì mình phải theo nó thôi. Chứ nếu mà nó phụ thuộc mình theo mình thì mình có quyền khác. Không như mình trả lương không ạ? Ô mày đã trả đâu? Nhưng mà mày chưa đâu? Đúng rồi, mình chưa làm vậy. Nếu mà về YouTube thì thằng ấy chết mình ngay bạn. Tao cắm đâu mày? Tao cắm đâu anh? Mày cắm đâu? Đây đi. Thế này là đây là làm công tác gì ấy? Cân trả. À đây là công làm công gọi là bước cân trả, không phải cân trả đâu. Cân trả phải cân lên mà ủ cái số lít. Đó là cân nào đây gọi là bước ủ trả gì? Đúng rồi. Cái gì cũng phải có định lượng của nó. Được. Phải cân là thế cân này là bao nhiêu? 30g nhá. Còn nói chung là lần đầu mà mình pha chế thì uống không được hay không thì chuột nó sẽ giận mình. Và mình sẽ làm tất cả như một chuột nói và sẽ cho chuột thử. Còn chuột thử thì ngon không là các bạn sẽ biết nhá. Nói chung là cái trình độ nói chung mình biết là gọi là mình giỏi bẩm sinh rồi. Mình pha chế chắc chắn là không ngon không lấy tiền đó. Các bạn cứ đến cứ uống, các bạn bảo không ngon phát là mình không lấy tiền. Nhưng mà riêng mà ngon các bạn lúc bảo không ngon thì mình mấy có đồ nhá. Nhớ chiêu đây nhá. Bạn ơi, nhớ ngày xưa bạn bỏ 5 triệu đi học năm này. Ừ. Đấy, thì nói thật các bạn là trước mình có bỏ ra 5 triệu đi học gọi là pha chế trà sữa. Thế nhưng mà sau thì gọi là cái số gọi là ước mơ được hoàn thành sẽ mà cuộc đời đẩy mình đi nước ngoài. Thế cuối cùng mình đi ngoài bây giờ ai được sữa. Cuộc đời sau đấy là ông chủ luôn. Đấy bây giờ cuộc đời sau đấy là ông chủ luôn nè. Ông chủ thì gọi là mang danh chủ luôn nhiều như chó. Nên nói là pha trà sữa không biết pha được thì thuộc vào ông chuột này. Thì thằng chuột này nó thật là nó về trước nó cũng làm cái nhà mình không nhiều, vừa làm mình trà sữa nó làm thằng này nó làm như nào nó lại nó chụp cái thằng này được cái là giỏi, nên là mình gọi là kính nể thằng này, kính nể đến mạng này con nhé. Chứ về cái mạng YouTube thì mày phải vui sướng để kính nể gì không em xóa tình rồi làm trà sữa pha cái trên pha uống thôi. Thôi rồi, thế bây giờ đợi bao lâu nữa trà gì mình
phải làm phi luôn mà tao tao quay thì mày bắt đây đi quay. Nhìn cái gì? Nước sôi rồi, ném đây. Chúng ta để hôm nay em là thầy nhá. À rồi. Đúng rồi. Này, nói chung là về trả sữa thì tao đây này đến vạch 1 lít. Đâu đến vạch 1.000 đấy. Đúng rồi. Ờ 1.000 này. Đó. Ô nước không đủ mẹ rồi. Đây đến 800 rồi. Đủ không? 800 đủ không? Phải cho một nửa chào. Thôi nửa trang được pha tạm luôn. Pha tạm rồi nhá. Ờ pha tạm. Vậy là hôm nay mới thực tập vậy tạm mà. À nói chung là mình không biết nên là mình pha không đủ nước nên là sẽ pha nửa trang luôn nhá, pha một. Đấy thì mình nghe. Chết rồi. Mẹ đồng hồ bấm giờ nhớ cua. Đồng hồ bấm giờ không? Ừ. Rồi, đem lên đứng đây đến từ 1 đến 10. Đến 1 đến 10. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xong rồi. Xong rồi. Chỉ lấy pha. Ừ. Anh trả chín rồi. Trả chín rồi. Đủ đủ rồi. À đủ rồi. Đâu. Đấy cái đổ đây mạnh dạn nhé, mạnh dạn này. Cứ đổ thật lực em. Ơ thôi thôi, mạnh dạn. Đổ tiếp. Thế còn bã chè này còn lấy không? Ok luôn. Ok luôn. Đó chè đổ đi. Đổ đi. À, đổ đi à. Rồi, để tôi đảo đây. Rồi. Rồi, bây giờ đang gì? Anh đổ 100ml cái này vào đây. Đổ cái này vào đây em. Tay em đang họ thấy chưa? Chưa. Sao lại bảo họ? Anh sợ ra tay em chưa được, đổ thêm nước. Đúng chưa? Đổ đây. Ok. Đổ đây. Cứ tay làm đi. Thì may tắt, may mặc, anh bảo mày nói anh làm. Đổ đây. Đúng rồi. Không nhờ lắm. Cái đấy thêm bao nhiêu? Từ từ. Khuấy lên đã. Khuấy lên. Đưa đây, mấy cái đấy khuấy. Khuấy này. Cho đổ cái này vào nhá. Khuấy nó to, đổ bé đấy. Đổ bé. Đổ bé. Anh em nhìn này, tôi chuyên nghiệp không? Làm chuyên nghiệp quá điều luyện đúng không? Nói chung tôi pha không ngon, không phải là tôi nhỉ? Tí mình sẽ cho, nói chung mình pha rồi bắt hai thằng này uống. Bắt thằng đặc biệt và cái thằng chuột này uống. Mình không ngu nhỉ? Mình chỉ là vào mình gọi là pha thôi, còn bắt gọi là phải uống. Nhưng mà anh ơi, hết đá rồi. Hết đá rồi à? Thế mày đá hay đường đầy cần nhặt không? Thằng đặc biệt đi mua đi. Hả? Thiếu mày đá thì đâu đá đầu mày. Đổ đi nhưng mà à, được không? Đổ hết rồi. Còn như là mất được không? Được đâu. Được đấy, nhưng mà hôm nay chưa thấy lắp máy phải bóc cái cục này nữa. Giờ bóc vào đây. Đấy, hiện tại thì chưa bóc vào hoạt động này này. Anh làm cái đồ làm không là rất là đắm chen vào mày. Còn chắc chắn là trong tối nay và ngày mai thì anh em mình sẽ pha để cho cả kem cuốn để cho anh em đánh giá nó ngon hơn, mình thử mình giá hay chưa, chứ không thể là cứ thế hay chưa đâu. Mấy cả các bạn cứ yên tâm nhở, thằng này nó có kinh nghiệm trà sữa không? Anh hết lắm rồi. Ơ sao em để bố phép lại hướng thêm đi, hướng cái bắn gì đấy đi đây để. Cái nhỏ đây ôi phía để cháy ngoài à? Ừ cháy ngoài. Ui giời. Được rồi anh đang ôi sao như mật ong nhỉ? Đường đường ngọt như mật ong đâu nó đâu đấy luôn đấy luôn nhỉ. Dạ. Dạ. Được. Mẹ học viên gì mà suốt ngày để ăn vụng cơ. Uống khoáng đi. Uống xong rồi. Tao là không kinh nghiệm làm nên mày đừng có trách móc tao chứ. Tao làm hơi vụng mày vì đừng trách tao. Ai thì biết là mày làm giỏi rồi. Cứ kệ làm giỏi quá đảo à. Không nhận lận. Học viên mà cứ cãi thầy là thế đéo nào nhỉ? Bực mình đéo dậy. Có hôm nay tôi cũng... Bây giờ là cho đá vào nhưng mà cái đoạn này ngáo hết đá. Thế đá. Anh đi mua đá mới về. Đù má mày. Đù má mày, tao xin mãi mới được một ít đá về cho mày đấy. Rồi cho đấy. Tao đéo hiểu, tao như kiểu là lô lệ nhà mày. Học viên là phải chấp nhận, anh hiểu không? Sai nhất, sai xuống, sai nữa, sai con. Không, thiếu gì mày. Cho đá vào. Ấy mày cái gì mày nói nhẹ nhàng, tao không nghe về mày cứ cáu quát tình gì. Cho đây đi. Đúng rồi, cho đây vào. Vô. Cái bé bé đâu, chọn cái bé nhất cho vào. Bé nhất cho vào. Cho đây vào, vô. Đấy không? Nữa. Nữa. Vậy là đến cái này. Đến cái này kia. Ồ, thế này ăn xuống đá gì vậy? Một nửa là đá.
Rồi, bây giờ anh... Rồi, đây vào. Đây này đi. Ừ. Bấm nhảy thế này nữa. Đến đây này. Rồi, xong anh biết điệu nhảy của Sơn Tùng không? Đây Sơn Tùng á. Hãy trao cho anh. À, rồi, rồi. Đây, đây đi. Đây. Ôi trời ơi. Xem như nào bây giờ nhá. Em cái thằng ui giời ơi. Ờ thằng này đứng im đấy. Mày cứ đứng im để tao xử làm sao. Bây giờ thế này nhá. Đây là cốc trà sữa gọi là cửa đầu tay của em. Đấy. Cho anh Văn Anh lớn nhất uống thử. Ôi anh ơi, nó tự phạm mạnh đằng này pha thôi nhỉ mẹ đi anh đừng uống. Anh không đánh giá thật cho anh ơi. Thật sự tình yêu đấy. Này. Thật sự thì tao vừa uống rồi anh mới thoải mái. Thật không? Thật ư? Nhưng mà mày pha hay là thằng chuột pha? Táo pha. Ui chuột anh ơi, định bỏ đi anh ơi. Có đâu không? Ngon à, không uống được anh uống nha. Thôi anh để cho mày test thử với anh chứ. Mời cả nhà nhá. Không phải mời uống đi. Ngon không? Uống một hũ trôi uống chết thì uống như kiểu như cấy bể. Ngon không? Quán trà sữa công thức ngon, mới. Ngon ngon. Thấy à? Ngon. Mày uống cũng được uống đừng uống đi. Bỏ ạ. Thôi tao cho mày uống. Uống đi. Ngon. Ngửi như người chó ngửi vậy, có thiêu đâu, có mùi mùi thiêu. Ngon nào, ngon. Ui, không ngon đâu. Không ngon ngon đâu. Mày nhận lắm đem ra đời đấy. Béo. Uống em. À uống em. Có một chút. Em có hiểu là những thằng béo nó có một cái sự gọi là cảm nhận, nó nhạy cảm hơn những người khác. Đúng rồi. Lưỡi mồm lợn thì phải khác. Lưỡi đốm, lưỡi đốm. Một chút. Ôi, anh uống thế thì như trâu nước ao đấy thì... Cú chiến. Thấy không? Có một chút bị trà mà hương một chút hương sữa nữa đúng đấy, không đấy gọi là có trà sữa đấy hả chuẩn mày chết mày có chết đơn mày không nhiều ấy rồi anh em bốn người đánh giá của em phát cho chiến nó trước chiến đây hấp nữa chiến chiến nó đi chiến uống sau làm sao mà cảm nhận được trước ít quá ồ ít quá cho cái lại tham nhỉ ui rồi thôi mình uống thế thôi ngon hấp nữa được hấp nữa hấp nữa chưa rõ im một trời ai nhầm anh đánh giá đi không hấp gì cả nó vị đậm đà từ trà sữa uống vào nó mê đi nó nghiện rồi nó cho hấp nữa được rồi vừa là bốn người uống rồi đúng không cho xin hai chục tay cho xin hai chục tay cái gì mình gọi là mình mở quán trà sữa mình bán giá như nào mình lấy anh em như thế đó năm đã em vừa mới uống một hớp rồi mày biết là chủ quán đứng ra pha phải biết như nào nhé tự nhiên hai chục vừa mày nhổ vào mặt ai nhỉ? Bây giờ mày cứ thanh toán cho tao cái chỗ gọi là trên người đâu nhỉ? Hồi đó lỡ mồm. Lỡ mồm á? Mày ghét tao mày cố tình mày đúng không? Không anh nghe này, mày vừa làm gì? Mày vừa làm gì? Nó uống nó nhổ mồm mày. Phong phong phun. À cái gì?
Uống ngon như này, nhiều con mắt nó lại. Cho uống lại. Mày nhổ nữa nhá. Mày nhổ đi mày thử đi. Ngon rồi. Ngon rồi. Thành rồi. Ngon rồi. Ra ngoài đang đẹp đây. Tay đẹp đây. Cho xin hấp nữa đi, ngon đây. Trà sữa ngon đây. Chuyện ngon 20 đấy. Đi vào. Mày mà nhổ mồm tao. Tức lại, tức lại. Anh ơi, được. Cho nó uống lại đi. Cho nó kéo đây. Uống lên à. Dạ. Cái gì này công nhận ngon nhỉ? Ôi, ngon không? Cảm ơn. Ngon không? Cái này sắp tới này sẽ thành chuột và mấy người nữa pha hộ mình chứ không phải mình pha đâu. Nếu các bạn làm có nhu cầu muốn mình pha cứ đến mình pha thôi nhé, nhưng mà cốc mình pha là phải gấp tiền gấp đôi nữa nhá. Ai thì thông báo cho mọi người biết là ngày 28 dương là có mình sẽ khai trương, mọi người nhớ đến ủng hộ mình nhá. 28/7/2019 đấy, đừng có nghĩ là à ừ đúng rồi 28 đấy là vào chủ nhật tuần sau các bạn nhá. Chủ nhật sau anh đã tính rồi, tính nhanh ấy. Anh tính thì nó phải nhanh. Ồ, tên chủ nhật tuần sau nhá, nhớ đến nhá, nhớ ủng hộ anh em mình nhá. Gái hú, à các bạn gái, mình khuyến khích các bạn gái nhiều hơn, nhớ đến đấy. Bye bye nhá, hẹn em clip sau, bye bye.